Chào các bác nhá, em lên sóng nhanh cho các bác vài con tép này. Đấy. Mấy bác hỏi về dòng tép này trước có chốt xịt thì alo lại ngay cho em nhá. Đấy. Hôm nay thì em lên cho các bác là hai cặp nhá, hai cặp. Đấy. Đều là của dòng Onkyo, toàn là dòng gọi là tép chất lượng cao cả nhá. Đấy. Đây, tép toàn là dòng từ kép hết. Đấy. Con này thì công suất là 25, trở kháng là 5.5. Đây các bác nhá. Từ rất là to và cầm rất là đã tay luôn. Tép nhưng mà cầm nặng như cầm bát ấy. Rất là chắc. Đấy thì ở đây em lên cho các bác hai cặp này, một cặp tròn là một cặp này thì nó kiểu là xén ở tí dưới này. Đấy thì nói chung thì cái này về các bác lắp đơn giản mà. Đấy thì về mình lắp giống y chang con tép tròn thôi. Đấy. Còn nhiều bóc bên em là khe người ta chế theo cái vần đoạn này vào rất là dễ nhá. Đấy. Nói chung là mấy cái này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy. Rồi để em đo kích thước luôn cho các bác nhá. Đấy. Thì ở đây là đây, con tép này trước đi. Đấy. Con này thì đường kính của nó là 9 các bác nhá. Đường kính là 9 này. Đấy. Đường tâm mốc này. Tâm mốc chéo của nó là 7.5 này. Đấy. Còn đường tâm mốc vuông. Đấy là 5.5. Đấy. Đo đúng theo yêu cầu của các bác hay gọi là điện đến mà đo theo kiểu vậy như vậy nhá. Tại vì cái tâm mốc này là nhiều khi là các bác là có vỏ rồi nhưng mà lắp sợ nó hụt điếc ấy. Đấy thì có cái tâm này thì nó rất là chuẩn rồi thì mình không phải nghĩ ngợi gì nhá. Lại lắp vào nó ok thôi. Còn ví dụ có thể thiếu hoặc là gì đấy thì mình có thể vanh ra một tí là được mà. Quá đơn giản. Đây, con tép tròn này. Đường kính là 9.5 này. Tâm mốc chéo là 8 này. Tâm mốc vuông là 6 này. Đấy. Thì đấy là cái kích thước của tép nhá. Đấy. Này, con này tép tròn này làm phải nói là quá đẹp luôn các bác nhá. Này. Đấy, dòng chép đom nó nụa này. Tuyệt vời luôn. Nó làm cái viền bên trong nó cách điệu lên một tí này, nó tạo cái đường gân. Nhìn nó kiểu nhìn rất là gấu nhá. Đây các bác lắp vào nhìn thực sự các bác là quá mê ly luôn. Đẹp tuyệt vời. Đấy. Chất âm thì thôi, riêng dòng này thì gọi là các bác có vừa các bác không thôi chứ còn chất âm thì khỏi phải bàn nhá, không phải nói nhiều bởi vì chất âm dòng này thì quá đẳng cấp rồi nhá. Đấy. Cứ alo cho em đặt hàng thôi, còn riêng chất âm thì có không phải nghĩ ngợi nhá. Riêng chất âm của dòng này thì không phải nghĩ ngợi nhiều. Đấy. Vì toàn là dòng chép xịn mà, chép của Onkyo toàn chép xịn này, chép đom hết đấy chứ. Không phải chép thường, chép vừa đâu. Đấy, từ là các bác này. Từ rất to, dòng từ kép luôn. Đấy, còn mấy con chép vớ vẩn không tính tiền nhá. Đấy, không tính tiền. Đấy, con tép tròn này còn lặng dã man luôn này, cái từ nó to dã man quá nhìn này. Đấy. Hình thức thì đây em quay rất là kỹ nhá. Em quay lật lướt các bác cho các bác các góc luôn. Đấy. Các bác nhìn kỹ luôn cho em nhá. Đấy, nhà em quay hàng thì không giấu giếm cái gì, có thế nào để em bảo luôn nhá. Đấy rồi, đây em sẽ test nhạc luôn cho các bác này. Đấy, coi như test bàn giao luôn nhá. Đây. Đấy, test cặp này trước này. Đây là cặp trước thứ nhất các bác nhá. Quá đẳng cấp luôn đúng không ạ? Tiếng sáng dã man luôn. Đấy, nó sáng nhưng mà nó sáng theo kiểu là sáng nghe nó đủ tầm nhá.
chứ không phải nhiều con gọi là sáng nghe chói cả tai lên đâu. Đấy, cái dòng này nó chép nó xịn lắm các bạn, nghe nó sướng lắm, nghe nó rất là lịnh tai luôn. Người dấu yêu em đâu không em khi ta nay đã rời tay. Tiếng hay lắm. Ok nhá, vậy là các bác nhá, vậy là em đã gọi là test xong một trước này. Đấy, những cái dòng này thì các bác nào mà đã gọi là chốt thì phải nhanh tay nhá, tại vì là những cái dòng này nhà em là các bác chốt rất là nhanh đấy. Mà hàng dòng này là không có nhiều đâu các bác nhá. Đấy. Quá đẳng cấp luôn. Đấy là một trước nhá. Đấy. Vâng nhá, đấy thì là vừa rồi là em test xong cho các bác là hai cặp tép nhá. Đấy, cặp trên này giá của nó là 390.000 cặp tép tròn nhá. Đấy, hàng VIP luôn. Hàng này đẳng cấp cực kỳ luôn các bác. Em test tiếng các bác biết ngay đúng không ạ? Hàng này gọi là đẳng cấp rồi, không nói em gì rồi. Đấy, còn cặp này thì giá của nó là 320.000, hàng gọi là hàng chất lượng cao luôn nhá. Đây. Đấy. Các bác nhìn không? Nhìn cái cách thức người ta làm đã thấy đẳng cấp rồi nhá, chưa cần nghe chất âm. Đấy. Vâng. Đấy thì giá hai cặp này thì em báo luôn rồi nhá. Đấy thì bác làm nhanh tay thì được nhá. Vâng. Liên hệ trong qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Đấy, ví dụ bỏ chốt cho anh cặp tép tròn thì vâng. Đấy thì sẽ lấy tép tròn hoặc là chốt cho anh cặp tép 320 thì lấy cặp 320 nhá. Đấy, cặp tròn là 390.000, còn cặp bên dưới này là 320.000. Vâng. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.